Phe đối lập Venezuela kêu gọi chính phủ nối lại các cuộc đàm phán bị đình chỉ. 16 người Mỹ và một người Canada đã bị bắt cóc ở Haiti. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Âu với trọng tâm là an ninh tại Biển Đen. Đại sứ Pháp được ra lệnh rời khỏi Belarus trước ngày 18 tháng 10. Chuẩn bị thắp đuốc cho Olympic Bắc Kinh, biểu tình nổ ra ở Athens, hai nhà hoạt động dân chủ bị bắt. Các nghệ sĩ nổi tiếng đã sáng tác ca khúc chế giễu Tiểu Phân Hồng và Tội Ác của Bắc Kinh, thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Doanh số bán hàng giảm mạnh, thị trường thiết bị, gia dụng của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng tồi tệ nhất trong 10 năm. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Kinh đã tới mức kỷ lục, cùng thời kỳ trong 52 năm đã mất điện mùa đông còn đến sớm. Kính chào quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên mạng xã hội Snapchat, nơi chúng tôi sẽ cho đăng những nội dung không có trên YouTube. Còn bây giờ là nội dung chi tiết một tin Thế giới sáng vào ngày 18 tháng 10 của DKN TV. Thưa quý vị, Chủ tịch đoàn đàm phán đối lập Venezuela vào hôm Chủ nhật đã hối thúc chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro nối lại các cuộc đàm phán càng sớm càng tốt. Vào cuối tuần qua, chính phủ của Maduro đã đình chỉ các cuộc đàm phán sau khi đặc phái viên của họ là Alex Saab đã bị dẫn độ đến Hoa Kỳ từ Cape Verde vào hôm thứ Bảy vì cáo buộc rửa tiền. Saab dự kiến sẽ ra hầu tòa vào thứ Hai theo giờ địa phương. Ông Jorge Doblight đã phát biểu từ Mexico City cho biết, "Chúng tôi kêu gọi đối tác của chúng tôi khởi động lại phiên họp ở Mexico càng sớm càng tốt để đưa ra các thỏa thuận cần thiết." Hai bên đang tìm kiếm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội kéo dài của Venezuela, vốn đã khiến cho phần lớn dân số của nước này phải rơi vào cảnh nghèo đói và hàng triệu người phải ra nước ngoài. Nhà lập pháp đảng xã hội chủ nghĩa Rodriguez, người đứng đầu nhóm đàm phán của chính phủ cho biết vào cuối ngày thứ Bảy, chính phủ Venezuela sẽ không tham dự các cuộc đàm phán. Chính phủ Venezuela cho biết việc đình chỉ này là để phản đối cái mà họ gọi là hành động gây hấn tàn bạo đối với Saab. Thưa quý vị, Bộ Trợ giúp Cơ đốc giáo có trụ sở tại Ohio vào hôm Chủ nhật đã xác nhận một nhóm truyền giáo bao gồm 16 người Mỹ và một người Canada đã bị bắt cóc ở Haiti vào hôm thứ Bảy. Bộ Trợ giúp Cơ đốc giáo đã cho biết trong một tuyên bố, "Chúng tôi yêu cầu cầu nguyện khẩn cấp cho nhóm thành viên của Bộ Trợ giúp Cơ đốc giáo đã bị bắt cóc trong chuyến thăm trại trẻ mồ côi vào thứ Bảy, ngày 16 tháng 10. Hội truyền giáo cho biết thêm, 17 thành viên bị bắt cóc bao gồm 7 phụ nữ, 5 nam giới và 5 trẻ em. Bộ Trợ giúp Cơ đốc giáo đã không cung cấp thông tin về nơi mà nhóm có thể đã được đưa đến hoặc là về nỗ lực giải phóng họ, ngoài việc nói rằng chúng tôi đang tìm kiếm sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời và các nhà chức trách đang tìm cách giúp đỡ." Trước đó, CNN và New York Times đưa tin một băng đảng đã bắt cóc cả nhóm sau khi họ rời một trại trẻ mồ côi ở Haiti. Dân biểu Hoa Kỳ Adam Kinzinger đã nói với CNN rằng Washington phải tìm ra các nạn nhân và xem liệu có thể thương lượng yêu cầu trả tự do cho 17 người mà không phải trả tiền chuộc, hay nên sử dụng quân đội hoặc cảnh sát. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jennifer Vio đã nói rằng sức khỏe và sự an toàn của công dân Mỹ ở nước ngoài là một trong những ưu tiên cao nhất của Bộ Ngoại giao. Chúng tôi đã nắm được thông tin trên và chưa có gì để công bố. Thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin bắt đầu chuyến công du châu Âu với các chặng dừng chân tại Ukraine, Russia và Romania, cũng như là tham gia hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Mỹ. Theo thông báo của Ngũ Giác Đài, Bộ trưởng Austin mong muốn gặp những người đồng cấp và các quan chức cấp cao khác để củng cố cam kết của Mỹ đối với một châu Âu an toàn, ổn định và thịnh vượng. Dự kiến tại Russia, ông sẽ gặp Thủ tướng nước chủ nhà Ivakli Gabripavili và người đồng cấp Walter Perchulak. Trọng tâm các cuộc gặp là để nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ Mỹ-Russia và thảo luận về tăng cường hợp tác ở Biển Đen. Trong khi đó, tại Ukraine, Bộ trưởng Austin sẽ gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Andriy Tarand, trao đổi về cải cách quốc phòng và hợp tác của Ukraine ở Biển Đen với các đồng minh và đối tác. Đây cũng là nội dung làm việc chính của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với giới chức Romania. Ngoài ra, ông cũng sẽ thăm các lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân Mihail Kogenisianu ở quốc gia Đông Âu này. Tại Mỹ, người đứng đầu Ngũ Giác Đài sẽ tham dự cuộc họp trực tuyến đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng NATO, trong đó ông sẽ gặp Tổng thư ký Jens Stoltenberg và những người đồng cấp khác.
Trọng tâm của Bộ trưởng Austin trong các cuộc họp là để thúc đẩy sự thích ứng quân sự của NATO và bảo đảm liên minh này có khả năng sẵn sàng ứng phó với những thách thức trong tương lai. Ông cũng sẽ củng cố cam kết của Mỹ với liên minh NATO. Thưa quý vị, đại sứ Pháp tại Belarus đã rời Minsk sau khi được lệnh rời khỏi đất nước, AFP đưa tin vào hôm Chủ nhật. Không có lời giải thích nào được đưa ra ngay lập tức về sự việc. Báo cáo vào tối Chủ nhật của AFP đã cho biết, đại sứ Pháp đã khởi hành từ Minsk và các nhà chức trách Belarus đã ấn định thời hạn cuối cùng cho chuyến đi của ông vào ngày 18 tháng 10. Cơ quan này đã trích dẫn một phát ngôn viên của đại sứ quán Pháp, người nói rằng đặc phái viên đã gửi lời chào tạm biệt của mình tới các nhân viên trước khi rời đi, nhưng cũng ghi lại một video tin nhắn gửi đến người dân Belarus, được cho là sẽ xuất hiện vào thứ Hai. Hiện vẫn chưa rõ điều gì đã khiến cho đặc phái viên bị trục xuất và cho đến nay, chính phủ Belarus vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về vấn đề này. Hai quốc gia này đã mâu thuẫn với nhau kể từ tháng 8 năm 2020, sau khi Paris đã cùng với các quốc gia EU khác và Mỹ từ chối công nhận kết quả bầu cử tổng thống mà nhà lãnh đạo lâu năm của Belarus, ông Alexander Lukashenko đã giành được. Thay vào đó, Paris đã ủng hộ nhà lãnh đạo đối lập Belarus, Svetlana Tikhanovskaya. Bà đã đến thăm Pháp vào tháng 9, gặp gỡ các quan chức hàng đầu bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao. Đại sứ Pháp cũng đã thể hiện thái độ đối với Tổng thống Lukashenko vào năm ngoái, khi ông đã bỏ qua phần trình bày của buổi lễ chứng nhận, trong đó các đặc phái viên mới được bổ nhiệm phải gặp lãnh đạo của quốc gia chủ quản. Thưa quý vị, hai phụ nữ đã bị cảnh sát Hy Lạp bắt sau khi cố gắng treo một biểu ngữ từ Acropolis ở Athens vào sáng Chủ nhật để phản đối Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sắp tới. Cuộc biểu tình đã diễn ra trùng với ngày diễn tập của lễ thắp đuốc cho Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Lễ thắp đuốc chính thức sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 10. Tại một buổi lễ ở sân vận động Panathinaikos, Hy Lạp vào ngày 19 tháng 10, ngọn đuốc sẽ được chuyển giao cho ban tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Tổ chức sinh viên vì Tây Tạng tự do cho biết, hai nhà hoạt động bị bắt bao gồm sinh viên Tây Tạng Seola Joksan, 18 tuổi, và nhà hoạt động Hồng Kông lưu vong, 22 tuổi, Jay Siu. Họ đều là công dân Mỹ và là thành viên của chiến dịch không có Thế vận hội Bắc Kinh 2022. Hai người trên đã cùng với một người khác nữa đã vào địa điểm khảo cổ với tư cách là khách tham quan, và sau đó Joksan và Siu đã lên một giàn giáo, từ đó họ cố gắng giơ biểu ngữ. Một nhân viên an ninh đã chạy đến và lấy biểu ngữ đi. Hai người phụ nữ vẫn ở trên giàn giáo và giơ ra một lá cờ Tây Tạng và một biểu ngữ nhỏ hơn tuyên bố quang phục hương cảng cách mạng thời đại. Họ cũng đã hô vang các khẩu hiệu bao gồm Tây Tạng tự do, tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh 2022 và không có tự do thì không có Thế vận hội. Cảnh sát đã đến và bắt giữ hai nhà hoạt động. Joksan đã nói rằng bây giờ đã đến lúc cộng đồng quốc tế và tất cả những người có lương tri hãy đứng lên và tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh 2022. Trong khi đó, Siêu đã cáo buộc Ủy ban Olympic Quốc tế đang gửi cho thế giới một thông điệp rằng họ có thể nhắm mắt làm ngơ trước nạn diệt chủng và tội ác chống lại loài người ở Hồng Kông, Tây Tạng, Đông Turkestan và Nam Mông Cổ. Ngọn lửa Olympic cho Thế vận hội mùa đông lần thứ 24 đã được thắp sáng tại Ancient Olympia thứ Hai và được trao cho người Trung Quốc tại một buổi lễ ở sân vận động Panathenion của Athens vào thứ Ba. Vào tháng 3 năm 2008, một cuộc biểu tình phản đối việc tổ chức Thế vận hội Olympic mùa hè của Trung Quốc đã diễn ra tại Athens. Vài chục nhà hoạt động người Hy Lạp và Tây Tạng đã cố gắng phản đối việc rước đuốc cho Thế vận hội mùa hè năm đó. Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh đã dự kiến diễn ra từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 2 năm 2022 và Paralympic sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 3. Thưa quý vị, vào ngày 15 tháng 10, bài hát Trái tim thủy tinh do thiên tài âm nhạc người Malaysia Hoàng Minh Trí và nữ ca sĩ người Úc gốc Hoa Trần Phương Ngữ cùng hát đã xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội và cũng đạt được 2,3 triệu lượt xem trên YouTube trong 2 ngày qua. Bài hát châm biếm các tiểu phấn hồng của Trung Quốc và cuộc đàn áp nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Tân Cương. Lời bài hát cũng đã đề cập đến sự thịnh vượng chung và những ca từ ám chỉ nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Bài hát đã bị kiểm duyệt và hoàn toàn không thể xuất hiện trên mạng ở đại lục. Tài khoản Weibo của Hoàng Minh Trí cũng đã bị phong tỏa. Bài hát đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng đại lục và hải ngoại. Dưới MV của Hoàng Minh Trí trên YouTube, người nổi tiếng trên Internet Porter Vương, người từng làm việc với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và blogger người Anh nổi tiếng Sydney Daddy đã để lại lời bình và thích bài hát. Có người dùng mạng nói rằng khu vực bình luận bên dưới bài hát tập hợp rất nhiều người nổi tiếng. Vào ngày 15 tháng 10, Trái tim thủy tinh hay Glass Heart
đồng thời đã được phát hành trên YouTube, Weibo và Bilibili. Toàn bộ MV ngập trong một tông màu hồng. Ngay phần đầu MV, một con gấu trúc vẫy cờ trắng NMSL rất mỉa mai. Đây là viết tắt của một cụm từ chữ tụt trong tiếng Trung, vốn hay được lực lượng dư luận viên 50 xu hay là các tiểu phấn hồng sử dụng. Và MV cũng đã bắt đầu với phụ đề cảnh báo rằng người bệnh có trái tim thủy tinh nên thận trọng trước khi xem. Các chi tiết trong MV liên quan đến nhiều nội dung rất nhạy cảm như là sự kiện bông tân cương, cụm từ NMSL có nghĩa là viết tắt của cụm từ mẹ mày đã chết, trọng bình âm, vốn hay được các tiểu phấn hồng Trung Quốc sử dụng để chửi bới những người yêu dân chủ chống lại đảng Cộng sản Trung Quốc, hay cụm từ cắt thẻ ám chỉ đến những người dân thường ở Trung Quốc đã bị chà đạp và bóc lột bởi chính quyền, hay là những ca từ như là hãy ngoan ngoãn, đừng trèo tường để mỉa mai việc đảng Cộng sản Trung Quốc lập tường lửa, và tiểu phấn hồng thường xuyên trèo qua tường để đi viện chinh. Hay là câu hát, bạn nói bạn chăm chỉ không đổi vai đi 10 dặm, nhằm để chế giễu câu nói của ông Tập Cận Bình rằng, vác 200 cân lúa mì, 10 dặm đường núi, không đổi vai. Hay là cụm từ tát tệ, vùng tiền là câu cư dân mạng Trung Quốc hay dùng để phàn nàn về các khoản đóng góp lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho châu Phi và các nước khác. Hay là cụm từ một tháng nhận được 1.000 tệ, đề cập đến báo cáo của Quốc vụ Viện Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo đó cho biết, vẫn có 600 triệu người có thu nhập hàng tháng là dưới 1.000 nhân dân tệ ở đại lục. Vì MV quá nhạy cảm nên sau khi đăng tải trên Weibo, nó đã bị xóa. Weibo của Hoàng Minh Trí và Trần Phương Ngữ cũng đã bị xóa. Tuy nhiên, lượt xem trên YouTube của MV đã vượt mốc là 1 triệu vào ngày đầu tiên và vượt qua 2,3 triệu lượt xem tính đến chiều ngày 17. Mặc dù trong con mắt của thế giới bên ngoài, bài hát của Hoàng Minh Trí đầy sự mỉa mai, nhưng công ty quản lý của anh ấy đã trả lời truyền thông Đài Loan vào ngày 16 tháng 10 rằng bài hát này chỉ để chia sẻ tình yêu thương với những động vật nhỏ, đó là một bài hát rất ấm áp. Trần Phương Ngữ hay còn gọi là Kimberly Chan đã chia sẻ một đoạn hát trên Instagram, bị nghi là chế giễu trái tim thủy tinh của chính phủ Trung Quốc. Cô đã hát, xin lỗi đã làm các vị tổn thương, xóa Weibo của tôi cũng được thôi. Tôi nghe thấy thanh âm và tiếng trái tim thủy tinh đang vỡ vụn. Nó không thành vấn đề. Tôi vẫn có Instagram và Facebook. Có lẽ không nên quá thẳng thắn. Tôi rất xin lỗi. Còn ở vị trí đầu tiên trên xu hướng của YouTube nữa chứ. Đáp lại dòng trạng thái này, Hoàng Minh Trí đã để lại lời nhắn. Bạn là nữ hoàng. Bài hát đã thu hút sự thảo luận rộng rãi trong và ngoài nước, đặc biệt là trên tài khoản YouTube cá nhân của Hoàng Minh Trí. Nhiều blogger nổi tiếng đã để lại lời nhắn ủng hộ bên dưới bài hát. Ngoài ra, không khó để bắt gặp các blogger chính trị hiện nay trong giới Hoa Kiều ở phần bình luận. Bên dưới những dòng tin nhắn này, đông đảo cư dân mạng đã bình luận như điều này đòi hỏi bạn rất nắm được tình hình hiện tại ở Trung Quốc để hiểu ý nghĩa của bài hát. Thật là một kiệt tác. Bạn có thể lọt vào danh sách ứng cử viên Giải thưởng An ninh Quốc gia năm nay. Thông tin công khai cho biết Hoàng Minh Trí, 38 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Malaysia. Năm 2013, Hoàng Minh Trí đã trở nên nổi tiếng ở khu vực châu Á với ca khúc Tình ca Thái Lan. Vào tháng 7 năm 2015, album Sát thủ châu Á đã được phát hành và anh ấy đã chính thức ra mắt tại Đài Loan. Vào tháng 4 năm 2020, Hoàng Minh Trí đã công khai hát Trời cao biển rộng của chúng ta cùng với ca sĩ Trung Quốc Phú Cửu. MV đã lấy bối cảnh ban đêm của Hồng Kông để làm nền, mô phỏng cảnh người biểu tình trong phong trào phản Tống hay là phản đối dẫn độ về Trung Quốc, làm rung động thế giới vào năm 2019. Vào tháng 8 năm 2021, Hoàng Minh Trí đã công khai đề xuất 8 điểm duy trì sự ổn định cho Taliban trên Weibo. Nội dung bao gồm việc chặn các nền tảng xã hội quốc tế để ngăn mọi người giao tiếp với thế giới bên ngoài, tạo một bức tượng khổng lồ của thủ lĩnh Taliban và đã đặt nó ở cổng của phủ tổng thống, quay những thước phim yêu nước, ủng hộ việc người dân vượt tường lửa và lên mạng để chinh phục người khác. Một số cư dân mạng cho rằng đây là bản sao phương pháp cai trị của chính quyền Bắc Kinh đã gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng Internet. Nữ ca sĩ người Úc gốc Hoa Trần Phương Ngữ đã trở nên nổi tiếng với ca khúc Love You. MV của bài hát đã vượt trên 100 triệu lượt xem trên YouTube. Vào năm 2018, cô đã tham gia buổi thử giọng Trung Quốc Sáng tạo 101, và được đông đảo người dân đại lục biết đến. Thưa quý vị, trong kỳ nghỉ dài nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc năm nay, thị trường thiết bị gia dụng của đại lục khá ảm đạm. Theo Lu Media, doanh số bán hàng trong 7 ngày trong kỳ nghỉ lễ kéo dài không bằng doanh số bán hàng trong 1 ngày của những năm trước. Thị trường thiết bị gia dụng Trung Quốc đã trải qua một năm tồi tệ nhất trong 10 năm qua.
Theo báo cáo gần đây của hãng truyền thông đại lục CBN, dữ liệu của nhà cung cấp dữ liệu đám mây, áo duy vân võng của Trung Quốc, AVC đã cho thấy từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10 năm 2021, doanh số bán thiết bị gia dụng trên kênh ngoại tuyến nội địa của Trung Quốc đã giảm là 18,42% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo đã trích dẫn quan điểm của một đại lý thiết bị gia dụng và đã chỉ ra rằng sự phân cực trong tiêu dùng thiết bị gia dụng của Trung Quốc rõ ràng hơn. Một mặt là doanh số bán của các cửa hàng sang trọng đang tăng lên, mặt khác là mức tiêu thụ của người dân thuộc tầng lớn trung lưu và thấp hơn đang giảm. Người dùng trung lưu và bình dân là thành phần chính của nguồn tiêu dùng, do đó giá trị tiêu dùng bình quân trên mỗi khách hàng năm nay đã giảm. Báo cáo từ CBN cũng đã cho biết, nhiều nhà sản xuất thiết bị gia dụng đã dự đoán rằng thị trường cũng sẽ không mấy khả quan trong dịp xả hàng khuyến mãi truyền thông hàng năm vào ngày 11 tháng 11 tới đây. Tất cả các nhà sản xuất đều biết trong thâm tâm rằng, trong một thời gian dài trong tương lai, thị trường thiết bị gia dụng sẽ khó trải qua một đợt phục hồi bùng nổ. Thưa quý vị, năm nay, Bắc Kinh và nhiều tỉnh thị của Trung Quốc bắt đầu một mùa đông sớm hơn từ tháng 10. Vào ngày 17 tháng 10, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Kinh đã đạt ở mức thấp nhất trong cùng thời kỳ của 52 năm. Nhiệt độ giảm đột ngột ở Trung Quốc lần này đã xuất hiện trên diện rộng. Vào thời điểm nguồn điện eo hẹp, vấn đề sưởi ấm trong mùa đông lại dấy lên nhiều lo ngại. Đài quan sát khí tượng thành phố Bắc Kinh cho biết, nhiệt độ tối thiểu ở vùng ngoại ô phía nam của đài quan sát Bắc Kinh vào lúc 6 giờ 44 phút ngày 17 là âm 0,2 độ C. Nhiệt độ thấp nhất giữa tháng 10 so với cùng kỳ các năm từ năm 1969 đến nay. Vào sáng sớm cùng ngày, sương giá đã rơi xuống gần cột khí tượng Bình Quang ở Bắc Kinh. Nhiệt độ tại trạm khí tượng Thuận Nghĩa giảm xuống dưới 0 và mặt đất đã đóng băng. Trong những năm trước, ngày đầu tiên nhiệt độ tối thiểu ở Bắc Kinh xuống dưới 0 thường là ngày 8 tháng 11. Rõ ràng là năm nay mùa đông đã tới sớm hơn. Vào ngày 16 tháng 10, nhiệt độ ở Bắc Kinh đã giảm mạnh, với gió giật mạnh từ cấp 5 đến cấp 6 ở hầu hết các khu vực và gió giật mạnh từ cấp 7 đến cấp 8 ở các khu vực miền núi. Cùng ngày, băng tuyết đã xảy ra ở huyện Diên Khánh, Bắc Kinh. Tuyết rơi ở huyện Diên Khánh sớm nhất là vào đêm ngày 5 đến ngày 6 tháng 10. Khi Bắc Kinh bước vào mùa đông sớm, vấn đề là liệu chính quyền có cung cấp dịch vụ cho hệ thống sưởi trước thời hạn hay không đã làm dấy lên lo ngại. Vào ngày 14 tháng 10, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Khí tượng Bắc Kinh cho biết, công khai rằng hiện tại không có khả năng Bắc Kinh sẽ sớm bật hệ thống sưởi. Tính đến thời điểm viết bài này, thì chính quyền thành phố Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra thông báo liên quan về việc có cung cấp hệ thống sưởi sớm hay không. Do giá than tăng và nguồn cung khan hiếm ở đại lục, tình trạng thiếu điện trên diện rộng đã xuất hiện trong hơn một tháng qua. Tình trạng mất điện đã lan rộng khoảng là 20 tỉnh. Ngoài Bắc Kinh, nhiệt độ nhiều nơi ở Đông Bắc, Trung Quốc cũng đã giảm mạnh. Vào ngày 17 tháng 10, nhiệt độ ở hầu hết các khu vực miền Trung và phía Đông của đại lục xuống thấp mức kỷ lục và có những nơi nhiệt độ thấp hiếm gặp vào giữa tháng 10. Theo dự báo của Cục Khí tượng Đại lục, trong tuần tới, hầu hết các khu vực Trung Quốc vẫn có nền nhiệt độ thấp, đặc biệt là ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử. Từ ngày 14 đến ngày 21 tháng 10, Trung Quốc sẽ gặp đợt không khí lạnh mới, mưa tuyết xuất hiện trở lại ở miền Trung và miền Đông. Kính thưa quý vị, một tin thế giới sáng của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.